Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại cây mới, đó là cây thu lù. Đây còn gọi là cây tầm bốp, cây lồng đèn. Đây các bạn, cây này có thể hái đọt luộc nấu canh ăn hoặc là ăn trái. Đây, trái còn sống nó như thế này, nó màu xanh như thế này. Đây là trái đã chín, trái đã chín nó màu vàng bên này, ăn rất ngon. Về tác dụng của nó thì có thể chữa được ho khan, trị tiểu, ban đỏ và trái rạ. Và cách dùng của nó thì các bạn có thể xem phần công dụng bên dưới, mình có mô tả bên dưới. Ngoài ra cái này có thể trị các bệnh ngoài da như mụn nhọt và trị một số bệnh đau bìu ở nam giới. Đây, cái này dùng ngắt đọt có lẩu ăn cũng được, ngắt mấy đọt non này mình đã luộc hoặc nấu lẩu. Cái này thường mọc hoang dại ở các vùng núi, nó có xuất xứ từ châu Mỹ.